À, một sấp đôi. Con thứ hai. Một đôi. Sấp đôi anh em ạ. Xin chào anh em nhé, chào mọi người. Hôm nay mình lại tiếp tục đi câu anh em ơi. Thì hôm nay đi câu ở đây thì cũng được anh em chia sẻ. Thì cái điểm mà mình câu rước rừng bên kia kìa. Bên đấy toàn rước rừng, bên này cũng toàn rước rừng. Thấy lúc anh em chia sẻ bảo rước rừng bên này to hơn anh em ạ. Ra đây thì có chú đang đánh lưới đây. Thì chú cũng có bảo là rước rừng ở đây to hơn ngoài kia. Cái chỗ mà em câu, cái chỗ cột điện này, là cái cột điện đấy là nó xem bao nhiêu nhỉ? Nó tầm 400m, tầm 400m anh em ạ. Mình đi đây là phải xin đi nhờ qua cái chỗ lò gạch anh em ạ. Chỗ này là chỗ Tân Phong Bình Xuyên anh em nhé. Tân Phong Bình Xuyên Vĩnh Phúc. Hôm nay thì sẽ đi câu bằng cái túi mới anh em ạ. Túi hôm nay sẽ hạ thủy cái túi mới này. Túi em mua nhưng mà hơi sai sách, là mua cái túi có 2m thôi. Đặt đến hơn tuần nay, hôm nay mới gửi về vì là hàng nó lại ở tận bên Đài Loan cơ. Nên hôm nay mình nhận được hàng. Em sẽ mang đi đánh luôn anh em nhé. Chỗ này thì em vừa thả cần ra thì thấy nước cũng khá là sâu anh em, sâu lắm. Có khả năng tí sẽ đổi phao to đánh chứ không đánh phao nhỏ này. Phao 1 gam chì này thì chờ lâu lắm, nếu có cá cuốn thì sẽ đánh không được nhanh anh em ạ. Bây giờ mình sẽ trộn mồi nhé. Đây anh em này, mình lại đánh cái bài mồi của mình anh em nhé. Thì anh em cần thì anh em cứ liên hệ với cái số điện thoại này, Zalo luôn, số này luôn anh em nhé. Đó, đây. Thì cái mồi này là mồi hôm trước mình đánh rồi. Thì cái một gói mồi của mình 300g này có thể đánh được 3 buổi đánh anh em nhé. Hôm trước mình đã đánh được một buổi rồi. Không ý là cho cả anh em ngồi cạnh câu nữa nên còn ít. Nói chung số lượng này vẫn đánh thoải mái hơn một buổi anh em ạ. Trộn mồi không cần nhiều nhá, ít thôi. Bây giờ mình sẽ trộn một về một tí kẹo này anh em ạ. Sau cá cuốn mình sẽ đánh một vuốt. Một tí này thôi anh em ạ, coi là cái này để xả này. Vừa câu vừa xả bằng mồi V anh em nhé. Cái mồi này của mình để một lúc nó sẽ ngấm nước. Đó, vừa xả vừa câu bằng mồi V luôn để dụ con cá đến. Còn tí nữa mình sẽ xả bằng rượu gạo. Rồi, bây mình sẽ bắt đầu câu anh em nhé. Ôi chết rồi, nước. Bắt đầu câu thôi anh em ơi. Thẻo thì trên video nào em quay em vẫn nói là anh em đánh thẻo thì nên nhớ đánh là đánh thẻo bé. Vì đi đánh con cá giếc thì cũng không cần phải thẻo quá to anh em ạ. Thẻo bé, lưới bé, trục bé. Trục thì đánh chuẩn nhất là 0.8 này là sẽ đẹp nhất. Còn không có thì anh em đánh 1.5 đổ lại. Đừng đánh to quá. Rồi mới đầu em sẽ vê mồi hơi to một chút này. Thả đúng cái điểm câu để cái mồi của mình nó xuống nó sẽ lan tỏa để dụ con cá đến. Còn cái giữ ổ thì mình sẽ dùng bằng rượu gạo hoặc là dùng bằng gạo rang anh em nhé. Gạo rang, gạo nếp thì tốt hơn. Rồi tiếp tục này, tiếp tục lại nhắc lên này. Chưa đầy phút lại về quả mồi. Nó bằng ngón tay út nhá, nhỏ hơn một chút cũng được, mình to hơn một chút cũng được. Nhưng mà bóp đừng cái chặt quá để cái mồi mình xuống nó lan tỏa nhá. Mồi mình thì không cần phải pha thêm thứ gì, trừ khi anh em đánh chép anh em có thể cho thêm một sữa lon, một ít sữa lon, còn đâu là sẽ cứ thế trộn nước là đánh rồi. Tỷ lệ nước thì em có ghi trên bao bì, anh em có thể tham khảo. Hoặc là anh em trộn anh em sẽ hiểu. Có nghĩa là làm sao trộn làm sao để mồi xuống. Anh em trộn xong thả vào chậu nước, lắc lắc mà cảm thấy nó tan đều là ok. Lúc nãy mình ra đây là có người đánh lưới đây là họ bảo giết to.
Mà ban nay đánh lưới thì không ảnh hưởng lắm, nhưng mà ban nay ông bơi quanh bờ, ôm gõ cung 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 mà không biết liệu cá dám ăn không. Còn đánh lưới bình thường cá vẫn ăn, nhưng không phải như trích điện. Trích điện cá sẽ bị nhát, bị đơ, cá không ăn, nhưng mà bị gõ cung 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 thì không biết nó ăn không. Kiểu họ giải lưới xong họ gõ để cho con cá nó sợ, nó lao lưới anh em ạ. Em vừa ra tí lẹo thì có hai chú cũng ra anh em ạ. Hai chú đang ngồi góc kia kìa. Đó. Đây, hai chú biết mình, chắc xem Facebook hay xem YouTube ạ, cũng biết mình anh em ạ. Rồi, con đầu tiên ông ơi. Anh em ạ, con đầu tiên. Dương Dương nhá. Chỗ em là có cá con nó phá ra mấy phát nhịp đẹp quá, nhưng giật không gì. Cũng đẹp quá. Con thứ hai, một đôi, sấp đôi anh em ạ. Đấy, tầm ngoài anh em kìa. Tiếp theo. Anh em câu là anh em hay chụp ảnh gói mồi xong đăng lên mà. Đấy, còn nữa. Cháu chỉ cháu đăng lên YouTube nhưng mà ai gọi vào số thì cháu bán thôi. Shopee cháu không, cháu chưa bán. Cháu mới bán TikTok thôi. Đây số điện thoại cháu trong này luôn. Có ở trong gói mồi. Cái này cứ thế. Cháu bảo đây này, ông trộn cái không, có nghĩa là câu vê ở hiện tại cháu đang bị mương phá, cháu đang câu vê, cháu không câu vuốt. Đấy. Cháu đang câu vê. Đây, được cả gói, đánh vài buổi mà một bình thường trộn chỉ cần ông dốc ra chỉ trộn cái mồi vê chỉ bằng quả trứng thôi. Xong vê hết lại trộn. Vâng, số điện thoại đấy. Trộn nó cảm giác vê nó kiểu đây là hiện tại là cái này là đạt này. Vê này, đấy, đừng bóp chặt quá. Hiện tại cháu bóp chặt là chỉ có mương phá cháu bóp chặt thôi. Đấy cho vê nhỏ đấy, đấy đây này. Bình thường bóp lưỡi chỉ bóp thế này thôi. Vì bóp vào cũng không thấy. Vâng, bóp thế này thôi. À chúng tôi cứ bóp vê chặt. Không, bóp thế này nếp thôi. Chặt. Nếp chặt quá nó không tan được mồi. Có nghĩa là mới đầu câu cái mồi của cháu là mới đầu sẽ vê lỏng ra. Mỗi lần vê bằng này. Thế này đấy, mỗi lần vê như thế. Xong bắt đầu là câu một lúc, xong bắt đầu là câu kiểu tầm độ chục quả mồi như thế. Cứ tầm độ phút chưa đầy phút thì nhấc lên, xong rồi thay mồi, khi nào mà ấy thì bắt đầu vê nhỏ lại. Vê nhỏ là chỉ vê này thôi. Cái lưỡi của cháu bé lắm. Đây. Lưỡi mương nhỉ? Đây đây đây, để cháu. Tôi có lưỡi nhỏ như lưỡi mương. Lưỡi như này không? Hay bé hơn? Đúng đây. Như này. Vâng, đây thì vê như này không này. Vê vê thì ông không quen vuốt thì ông vê kiểu này không được. Vê bé thôi, không cần to. Đấy, vê này thôi, nhỏ hơn càng tốt. Đưa nó câu lưỡi bé đấy. Đấy, đây, vê như này cũng được. Đấy, vê lưỡi khi mà câu thì vê chặt một chút, còn mới đầu ra câu của cháu không xả ném tay hay là xả nhiều, mà chỉ vê như ban nãy vừa ông vê nhẹ nhẹ đấy, vê to bằng ngón tay út này, tầm độ 5-7 quả mồi như thế, 5-7 lần nhấc lên, thả xuống tầm độ chưa đầy phút lại nhấc lên để cho mồi nó tan trong nước, ông hiểu không? Vâng. Kỷ niệm ông gói để ông câu xem báo cá không. Nhịp đẹp quá. Tưởng sắp đôi tiếp. Chỗ cháu không vuốt đầu vuốt xuống mương nó phá ngay trên mặt hết tất. Cháu đang mồi vuốt thôi nhưng mà cháu lại chuyển sang V rồi.
bắt đầu thấy hiện tượng báo tăm lên nhiều ổ anh em ạ, khá nhiều, nhịp nhẹ chưa dám giật, tăm nhiều lắm rồi. Bây giờ mương không phá đánh mồi vuốt thì siêu nhanh luôn đấy, nhưng mà mương phá quá phải về mồi đánh. Nhịp đẹp quá. Rồi. Ồ, cháu bây nhiều cá lắm rồi, nhưng mà đánh vuốt bây giờ là mương nó phá. Đấy. Nó không bé không to lắm không nhỉ? Thầy theo khác đánh. Thầy này hơi quăn à. Ra này, mương này nó phá này. Riêng đây nó cũng bé, cứ toàn như này. Bên nào không? Bên bờ bên kia. Đấy, con này khá hơn này. Đó, mới về bằng ý đâu. Nó đang mương phá quá nên cháu phải về, không cháu vuốt thì vuốt thì nhanh. Cứ về tròn tròn. Rồi, rồi. Không phải phân mà không nhẹ nhẹ đấy gì. Dạ. Nhẹ nhẹ thế đấy gì. Vâng. Ý là không của cháu bị mương phá, cháu phải về chặt. Rồi nhịp đấy gặp cứ từ từ. Đó, bành quả gặp. Nhẹ nhàng đúng không? Nhẹ nhàng. Cần nhẹ. Mà mồi cũng mồi có phải là mồi mềm đâu. Vâng. Bắt buộc cháu phải câu mồi về đấy. Không nếu mồi vuốt từ nay cho giật quá nhiều rồi. À, mồi vuốt thì nhạy hơn. Mương nó phá quá nhiều cháu không không câu được mồi vuốt. Đấy, nó tầm này đẹp ạ. Đó. Thôi cho phi. À, xin rồi. Vâng. Về thôi, về thôi.
Được có từng ngày thôi anh em ạ. Không được nhiều, cơ bản giúp mà cái giếc rừng này nó bé quá. Số lượng thì khá là nhiều nhưng mà nó bé nên không được bao nhiêu.